nhận được một câu hỏi một bạn lớp 7 hỏi thầy về bài tìm x mà liên quan tới lũy thừa thì ghi là tìm x ở số mũ còn với các anh chị học lớp 11 thì người ta gọi đây là phương trình mũ ta nhìn thấy cái x nó trên số mũ đây này mà x là chưa biết đấy thế hiển nhiên là chúng ta phải thuộc các cái công thức liên quan tới lũy thừa mà ở đây ta nhìn thấy số mũ là x với x cộng một thì là trên số mũ nó có cái tổng đúng không vậy công thức của mình là gì a mũ m cộng n bằng A mũ M nhân A mũ N Lớp 6 có cái này rồi Mình thử vào đây luôn này 2 mũ X cộng 2 mũ X nhân 2 mũ 1 X cộng 1 thì viết lên đây Rồi chỗ này bằng 96 Đây là 2 mũ X cộng 2 mũ X nhân 2 Thì bằng 96 Đây là 2 mũ X nhân mấy Thực chất nó là 2 mũ X nhân 1 Cộng 2 mũ X nhân 2 Thì bằng 96 Đến đây nhóm 2 mũ x ra ngoài bên trong 1 cộng 2 thì bằng 96. Tính chất mà mình dùng ở đây thì nháp ở đây nhá. A nhân B cộng A nhân C thì đặt A ra ngoài bên trong là B cộng C. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, cộng trừ. Rồi đến đây là 2 mũ x thì nhân với 3 thì bằng 96. Nhân mà 2 mũ x thì chưa biết thì sẽ bằng tích là 96 chia cho thừa số đã biết. Đây là thừa số chưa biết còn 3 là thừa số đã biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia thừa số đã biết. Vậy 2 mũ x ở đây là bằng 32. 96 chia 3 bằng 32. Rồi vấn đề mình đặt ra là 2 mũ x bằng 2 mũ mấy. Mình phải nháp làm sao để biết là 32 thì bằng 2 mũ mấy. 32 bằng 2 mũ mấy. Với các anh chị lớp 11 mà học với Loga rồi thì các anh chị sẽ viết thế này. Dù các anh chị không biết 32 là bằng 2 mũ mấy thì các anh chị sẽ biết ngay là bằng ca cơ số 2 của 32. Sau đó sẽ rút máy tính ở trong túi ra để bấm thì nó ra kết quả là 5. Đấy, nhưng đây là câu chuyện của lớp 11. Còn với lớp 6, lớp 7 thì sao? 32 bằng 2 mũ mấy? Cách 1, chúng ta ngồi thử. 2 mũ 1 thì bằng 2, 2 mũ 2 thì bằng 4, 2 mũ 3 thì bằng 8, 2 mũ 4 thì bằng 16, 2 mũ 5 thì bằng 32. À, nó là 2 mũ 5. Vậy thì viết luôn vào đây là 2 mũ 5. Rồi kết quả x bằng 5 xong Vậy đáp số x bằng 5 Một số thầy cô thì cho chúng ta dừng ở bước này Nhưng mà một số thầy cô yêu cầu chặt chẽ hơn Thì mình cẩn thận tử tế thì có thêm kết luận Nhá, Tùy bọn con cái đó Đây là cách một mình cứ thử thôi rồi mình mình học thuộc đi học thuộc các cái lũy thừa của hai từ 2 mũ 1 cho tới hai mũ 10 đi thì càng tốt rồi thì vào bài thi mình thấy là 32 thì mình biết ngay trong đầu là hai mũ 5 mình nảy số ra luôn đấy là chuyện của những người thành thạo còn nếu chúng ta không thành thạo thì chúng ta thực hiện cho thể cách hai Đó là gì? Chúng ta lấy 32, chúng ta ngồi chúng ta chia cho 2 32 chia 2 thì được 16 16 chia 2 thì được 8 8 chia 2 thì được 4 4 chia 2 thì được 2 2 chia 2 được 1 Và khi về 1 thì xong Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4, 5 Vậy 32 thì bằng 2 mũ 5 Muốn biết 32 bằng 2 mũ mấy thì cứ lấy 32 chia 2 chia 2 đến khi nào về 1 thì thôi Ví dụ chúng ta có số 1024 bây giờ hỏi bằng hai mũ mấy Bạn nào thành thạo thì viết được ngay Nhưng không thành thạo thì sao Thì lấy ngồi 1024 chia cho 2 Xong được 512 lại chia cho 2 Xong được bao nhiêu đấy lại chia 2 Được bao nhiêu đấy lại cứ chia 2 Chia đến khi nào xong thì thôi Nhá, Cách làm như vậy